51. Hỏi: Có phải Bồ Tát Phổ Hiền sau khi nghe pháp môn Tịnh Độ thì phát 10 đại nguyện hồi quy về Cực Lạc? Đáp: Có thể nói như vậy. Nếu như chưa nghe pháp môn Tịnh Độ, làm sao có thể phát nguyện hồi quy Cực Lạc? 52. Hỏi: Không thường tụng niệm các kinh điển khác ngoài pháp môn Tịnh Độ, nhưng chỉ tham khảo thôi, có được không? Đáp: Tu hành quý ở tâm chuyên nhất. Việc tham khảo là mong muốn hiểu rộng, nhưng nếu không chuyên nhất sự tu tập thì khó thành tựu, và nơi nghĩa lý chưa hiểu thấu cũng khó mà tỏ được. Mỗi khi chọn lấy pháp môn Tịnh Độ thì lập chí không dời, nỗ lực tu hành, nhưng làm sao đến được Tịnh Độ? Nên phải tu hành như thế nào? Điều cần thiết là chúng ta cần học tập sâu rộng kinh luận Phật giáo. Không có tam tạng kinh điển làm ngọn đèn soi đường thì sự tu tập sẽ bị mê mờ, đi vào con đường sai lạc. Do đó phải nên cẩn thận, nên biết niệm Phật và nghiên cứu kinh điển, cả hai đều quan trọng. 53. Hỏi: Người tại gia lập gia đình, sanh con đẻ cháu, duy trì nòi giống đời sau, quan hệ giữa vợ chồng là chánh dâm. Đang lúc phát sanh quan hệ, tự nhiên sanh hiệu khởi lên trong tâm giống như bánh xe đang chuyển động. Đây chính là không niệm mà tự động niệm, ngay chỗ mà ba nghiệp không sạch sẽ, thánh hiệu tự nhiên xuất hiện, thì nên quán tưởng thế nào? Những vấn đề giống như thế trước đây không dám viết thư hỏi thầy, vì sợ sự hỏi đáp này làm ô nhiễm việc học Phật. Nhưng mà nghĩ đến người sau có thể gặp những vấn đề như thế, những bạn đạo khác cũng gặp vấn đề như thế, cho nên mạo muội thẳng thắn mà thưa hỏi, cầu xin thầy chỉ dạy. Đáp: Với bối cảnh như vậy mà không quên tịnh niệm, có thể biết thường ngày dụng công rất sâu. Mục đích tránh đi sự không cung kính thì nên nhanh chóng chuyển niệm. Có thể quán tưởng hoa sen, cây báu, lầu cát, ao vàng. Như vậy tuy chỗ uế mà không mất đi tịnh niệm, giống như hoa sen mọc ở ao hồ mà không bị nhiễm bùn nhơ, thì không có vấn đề là không cung kính. Mong đạo hữu có thể lãnh hội ý nghĩa đó. 54. Hỏi: Lúc tụng niệm thường bị con cháu làm ồn náo, khiến tâm niệm không chuyên nhất, trong lòng nổi lửa vô minh, niệm Phật xong rồi căn cứ tình tiết tội nặng nhẹ mà trị tội trẻ con, thật là thiện ác chỉ trong chớp mắt. Như vậy có phải là đang trồng thêm hạt giống bất thiện? Nếu như không dạy con cháu, để mặc chúng cứ tranh cãi và náo loạn, thì bên ngoài tuy là thiện nhưng nội tâm còn biểu hiện phiền não, cũng không được tịnh niệm. Xin hỏi có phải biện pháp nào tốt nhất để đối trị không? Đáp: Niệm Phật vốn để đoạn trừ vô minh, nhưng do vì tâm niệm không thay đổi nên khởi vô minh. Giống như trăng sáng bị mây che lại thêm một lớp mây đen nữa thì càng tối tăm thêm. Tu niệm xong rồi, dạy con cái phải có quy củ một chút, đó là ý tốt, không phải ác ý. Phải nên nghiêm túc mà cởi mở, kết hợp thưởng phạt, nhưng trong tâm không nên phát khởi nóng giận, tự mình phản tỉnh. Con cái không có nề nếp cũng do gia đạo bất nghiêm mà ra, là nghiệp chướng của mình, cần phải khởi lòng hổ thẹn, nên tự trách mình trước. Có quán tưởng như vậy thì đó là một phương pháp tốt. 55. Hỏi: Hiện tại có hai hạng người, một hạng người chuyên niệm Phật và một hạng người kèm theo tham cứu niệm Phật. Nếu hai người tín nguyện tương đồng, vậy thì ai có cơ hội vãng sanh lớn hơn? Đáp: Tham cứu niệm Phật là người chú trọng tin vào năng lực chính mình cầu sanh thế giới Cực Lạc, còn người chuyên nhất niệm Phật là chú trọng tin vào năng lực của Phật A-di-đà. Hai người vốn có niềm tin khác nhau, đương nhiên niềm tin khác nhau thì làm sao mà so sánh. Khả năng thành công cần xem vào quá trình nỗ lực của mỗi người. Ngàn kinh vạn luận quy về Tịnh Độ, tu theo pháp môn Tịnh Độ là con đường tắt mau chóng, sao mà phải còn hoài nghi. 56. Hỏi: Lúc ngủ vào buổi tối, thường đang lúc trong mộng niệm Phật thì bị thức giấc, đây là hiện tượng gì? Đáp: Trong mộng có thể niệm Phật, đây là tâm niệm dần chuyển qua hiện tượng tốt. 57. Hỏi:
Lúc niệm Phật thường nhớ lại chuyện vài năm trước hoặc là chuyện thời gian dài về phía trước mà lâu nay không nhớ được. Hiện tượng này là thế nào? Đáp, công phu niệm Phật sâu hơn, tâm nhiễm bớt dần thì chuyện quá khứ rất dễ dàng thấy biết. 58. Hỏi, lúc niệm Phật làm sao có được tâm tín nguyện tha thiết? Đáp, tin rằng ba cõi đều là hố lửa, ai có lập trường niệm Phật mới đến cực lạc, có thể thoát khỏi nguy hiểm. Trong lúc đang niệm Phật mà còn chút nghi ngờ, tức là lạc vào hố lửa. Quán tưởng như vậy thì đó là tín nguyện tha thiết. 59. Hỏi, đại đức xưa nay đều nói mỗi ngày con số niệm Phật phải tăng không giảm, nhưng mà hoàn cảnh binh lính ở trong quân đội thời gian lúc bận, lúc rảnh, không định. Xin hỏi có phương pháp nào tốt làm phương tiện không? Đáp, thời khóa có phân biệt lúc định, lúc tán. Thời khóa tu niệm vào buổi sáng và buổi tối có nghi thức quy định. Tán chỉ thì không có nghi quỹ nhất định. Khi đi, đứng, nằm ngồi, với mọi thời nên khắc câu niệm Phật ở tâm. Ở trong quân ngũ, thời gian cố định niệm Phật thì ít, thời gian tán niệm thì nhiều. Có lúc niệm Phật cố định thời gian nhiều, thời gian tán niệm thì ít. Đây có thể là phương tiện dung hợp. 60. Hỏi, những năm gần đây tôi vì việc niệm Phật chưa đạt được nhất tâm bất loạn nên thường buồn rầu. Hiện tại tôi ở trong bệnh viện, nắm lấy cơ hội bỏ đi tất cả sự giao tiếp, không muốn đọc sách, suốt ngày niệm Phật, lúc động cũng niệm, lúc tịnh cũng niệm, mọi thời khắc không rời danh hiệu Phật. Sau khi thực hành một tháng như vậy thì trong tâm vô cùng nhẹ nhàng. Hiện tại mỗi lần niệm Phật thì cảm thấy không muốn dừng nghỉ, càng niệm càng thấy đạo vị, thật là pháp hỷ sung mãn. Xin hỏi như vậy có hợp với yêu cầu Phật pháp không? Đáp, bất luận tu theo pháp môn nào, pháp hỷ sung mãn đều cần thiết như vậy. Lúc niệm Phật đến trạng thái tâm cảnh bình tịnh thì thường phát xuất tâm chí thành cung kính. Tuy nhiên, nơi động tác thì giống như đang gieo mình năm vóc mà bái lễ. Niệm Phật quý ở chỗ nhất tâm bất loạn. Vậy, xin hỏi, hiện tượng này có phải là loạn không? Đáp, đây là hiện tượng tốt, cũng là chánh niệm bắt đầu có mặt. Hiện tại không cần xa rời thực tế. 62. Hỏi, lúc niệm Phật nên chú ý vào tượng Phật hay vào cảnh giới Tây Phương? Nên nhắm mắt lại hay là chỉ nhắm một nửa mắt thôi? Đáp, không cần phải câu nệ, mà nên cần căn cứ vào tình huống mỗi người. Xem phương pháp nào có thể nhiếp tâm thì áp dụng phương pháp đó. 63. Hỏi, niệm Phật dần dần có thể nhận biết sự động tĩnh của tâm mình, nhưng có lúc được, có lúc mất. Thành tựu của Tịnh Độ Tông có phải là duy trì trạng thái tịnh và bỏ đi trạng thái động, chính là tâm và Phật hợp nhất? Đáp, lúc niệm Phật có thể nhận biết động tịnh, trong Phật Pháp gọi là tịch và chiếu. Thất niệm gọi là không tịnh, tức không chiếu. Chỉ còn tịnh và không còn động, đương nhiên là hiện tượng tốt. Nhưng hướng sâu thêm một cấp độ nữa mà nói, thì đó vẫn còn là vọng niệm thôi. 64. Hỏi, khi đi ngủ, có lúc tạp niệm khởi lên nhiều, khiến khó có thể ngủ được. Chỉ có niệm Phật là lý tưởng nhất, nhưng không biết nên niệm như thế nào? Đáp, chỉ nên mặc niệm. 65. Hỏi,
Tư thế niệm Phật tất nhiên phải cung kính, gồm có phương pháp quỳ niệm và ngồi niệm, nhưng tôi là người lính, ở trong quân đội sử dụng phương pháp ngồi niệm Phật thì khiến người khác cảm thấy kỳ lạ. Vì không muốn người khác biết mình đang niệm Phật, nhưng tư thế ngồi của tôi khác với thế ngồi thường ngày thì càng bị phát giác. Nếu ngồi tư thế bình thường thì khó mà giữ tâm chuyên nhất. Nếu như nằm xuống mà niệm, không còn tâm tư lo nghĩ, tâm cảnh tương đối an tịnh, nhưng lại sợ rằng không được cung kính, xin hỏi có phương pháp nào khác không? Đáp: thời khóa của Tịnh Độ Tông có thể thực hành trong khi đi, đứng, nằm, ngồi. Đạo hữu đi ra bên ngoài tìm một chỗ thích hợp, theo thời đi bộ và niệm Phật cũng được. 66. Hỏi: trong vòng 4 tháng trở lại đây, việc niệm Phật của tôi rất hào hứng. Ngoài công việc buôn bán, tôi dành thời gian còn lại chuyên tâm niệm Phật. Hiện tại, ngay cả sách vở tôi cũng làm biến xem, nhận thấy rằng xem sách nhiều không bằng niệm Phật nhiều. Do vậy, tôi không muốn chuyên tâm đọc sách, chỉ muốn chuyên tâm niệm Phật. Như vậy có được không, hay là cả hai việc đều được xem là quan trọng? Đáp: thực hiện việc niệm Phật và đọc sách đồng thời là rất tốt. Tu hành cần có hạnh giải tương ưng. Hành tức là thực hành, giải tức là lý giải. Như chúng ta hôm nay có thể nói là cần có thực hành, nhưng cũng cần có lý luận. Lý luận là kim chỉ nam của hành động. Thực hành và lý luận luôn đi đôi với nhau. Lẽ tất nhiên, nếu không có nhiều thời gian thì chỉ cần tín, nguyện, bất thối, chuyên tâm niệm Phật cũng được rồi. Nhất tâm niệm Phật, tín nguyện bất thối thì khế hợp với diệu lý của đạo, tức là hạnh giải tương ưng. Hàng phàm phu niệm Phật không đạt nhất tâm thì rất dễ thối tâm, cho nên cần phải xem nhiều sách giáo lý để tăng tín tâm. Ở đời có những cặp vợ chồng không biết chữ, nhưng nhờ chuyên tâm niệm Phật mà được vãng sanh. Ở đây thực tế là họ có đại nhân duyên phước đức, tuy không biết chữ nhưng chuyên tâm niệm Phật, không có tâm phân biệt, đạt được nhất tâm bất loạn, sao mà không được vãng sanh. Nhưng trên đời hạng người như cặp vợ chồng ấy có được bao nhiêu người? Cho nên thời đại mạt pháp, người không xem kinh và nghe kinh mà muốn giải thoát là không có lý đó. 67. Hỏi: công đức niệm Phật là vô lượng, nhưng không niệm ra tiếng, chỉ có niệm thầm trong tâm, như thế công đức có bằng niệm Phật ra tiếng không? Có một vấn đề khác nữa, người hôm nay niệm Phật có thể vãng sanh Tây Phương, thế thì Phật Đà khi đang tu thì niệm ai? Nếu không niệm ai, thế thì làm sao các ngài thành Phật? Đáp: niệm Phật có phân biệt là niệm thành tiếng và không niệm thành tiếng. Phật độ chúng sanh có vô số pháp môn, niệm Phật chỉ là một trong những pháp môn đó. Cư sĩ nói không niệm ai, tức là muốn nói cảnh giới vô niệm tam muội, đó chính là Phật pháp, nhưng người bình thường không thể thực hành được. Niệm Phật đến cảnh giới tối cao chính là không niệm ai. Ai ở đây là chỉ cho tất cả. 68. Hỏi: thường nghe nói người niệm Phật bị ma ám, trong tâm sanh nghi hoặc, vậy lẽ nào Phật không gia trì? Đáp: ma từ tâm sanh, ở đây là do niệm Phật không đúng pháp hay là do tâm không thanh tịnh. Có hai nguyên nhân trên thì đã cách ly với Phật, làm sao mà Phật gia trì được? Nhưng việc này thấy hơi kỳ lạ, cho nên không quan tâm chuyện đó mà cần khởi chánh niệm nhất tâm bất thối, ma tự nhiên biến mất, không thể làm hại được. Như vậy công phu tu tập qua đó lại được tiến thêm một bước. Không gặp ma chướng thì khó mà thành Phật được. 69. Hỏi: người tu theo Phật cần phải có lòng từ bi. Nếu không có thời gian tịnh tu, chỉ quán tượng mà mặc niệm có thể thành tựu không? Đáp: đi, đứng, nằm, ngồi nên niệm một danh hiệu Phật, tịnh niệm tương tục thì sẽ thành tựu. 70. Hỏi: niệm Phật to tiếng tốt hay niệm nhỏ tiếng tốt? Đáp: niệm to tiếng đối trị hôn trầm, niệm nhỏ tiếng đối trị tán loạn. Cả hai cách đều hữu dụng, sau mỗi thời khóa có thể linh hoạt chọn lựa mà thực hành, chớ đừng quá câu nệ hình thức.
71. Hỏi: Tín đồ Phật giáo chúng ta trong lúc niệm Phật thường không ghi nhớ niệm được nhiều hay ít. Vậy, dùng phương pháp nào có thể xác định được? Đáp: Dùng tràng hạt để tính số lần niệm Phật. 74. Hỏi: Niệm Phật đã đạt đến quá trình tâm niệm và tâm thính rồi. Vậy, lúc niệm Phật có cần phải quán tưởng Tây Phương Tam Thánh không? Đáp: Sự thực khi đã có thể đạt đến trạng thái tâm niệm, tâm thính thì chính là tâm đã dần chuyên nhất, cớ sao lại còn muốn khai thêm bếp lò khác. Người tu niệm Phật không giữ chuyên nhất thường hay tìm phương pháp mới, nên nhất tâm niệm Phật, chớ có thay đổi đề mục. 73. Hỏi: Niệm Phật không nhất thiết phải dùng tràng hạt, vậy dùng yết tràng hạt để làm gì? Đáp: Có thể dùng hoặc không. Tràng hạt là dùng để tính số lần niệm. 74. Hỏi: Trong lúc chuyên niệm Phật, không biết vì sao nhiễm tâm đột nhiên xuất hiện, vậy có cách nào hay để đối trị không? Đáp: Đây là vấn đề công phu. Chỉ cần niệm phát ra từ tâm, xuất ra tại miệng, rồi nhập vào tai, khắc ghi phương pháp niệm Phật tại tâm và niệm lâu ngày thì tự nhiên đến thời sẽ có kết quả. 75. Hỏi: Lúc niệm Phật có cảm giác chua xót và muốn khóc, không biết do duyên cớ nào? Đáp: Đây là biểu hiện tâm thành cảm động và rơi lệ. 76. Thường ngày niệm Phật cần phải nhắc tâm xưng danh hiệu Phật, thì như vậy mới có cảm ứng đào giao. Nếu như lúc lâm chung, sáu thức không làm chủ, tuy là có thể niệm Phật nhưng không được chuyên nhất, vậy có trở ngại vãng sanh không? Đáp: Bình thường nếu có niệm Phật tận lực, đến lúc lâm chung tự nhiên tự chủ, tuy không đạt được chuyên nhất nhưng đừng để thất niệm thì sẽ không trở ngại vấn đề vãng sanh. 77. Hỏi: Tinh thần thường hay tán loạn, không thể an định, niệm thầm danh hiệu Phật mà còn khởi vọng niệm, xin hỏi có phương pháp nào tốt hơn không? Đáp: Niệm Phật tất nhiên phải từ tâm mà phát khởi, và tai nghe câu niệm Phật, niệm đúng như thế và lặp đi lặp lại từ đầu, rõ ràng minh bạch, bền bỉ lâu ngày thì tâm tưởng sẽ tập trung tại một chỗ. 78. Hỏi: Không nhờ phương tiện, tự được khai tâm. Câu nói này đặt ra hai câu hỏi. 1. Niệm Phật có phải là phương tiện không? 2. Khai tâm có phải là minh tâm kiến tánh không? Đáp: Đối với pháp môn niệm Phật, có thể nói là chân thật, có thể nói là phương tiện. Trong kinh nói, không có pháp nhất định, còn nói, pháp này chẳng phải thật, chẳng phải hư. Chuyên tâm niệm Phật là pháp môn phương tiện thù thắng của Phật dạy. Dùng pháp môn niệm Phật mà tu, không nhờ pháp môn phương tiện khác. Tâm khai tức là trở về bản tánh Phật, tức là minh tâm kiến tánh. 79. Hỏi: Niệm Phật thế nào thì bị gọi là quá ư chấp tướng? Đáp: Niệm Phật có phân biệt nhập môn và thâm nhập. Có hai cách niệm, đó là sự niệm và lý niệm. Sự niệm dành cho hàng sơ cơ, lý niệm dành cho hàng đã thâm nhập. Sự thuộc ở tướng, lý thuộc ở tánh. Sự từ lý mà khởi, toàn sự tức là lý. Tướng là tánh mà sanh, toàn tướng tức là tánh. Niệm Phật nắm bắt từ sự và tướng thì rất dễ thâm nhập. Đừng cho là chấp tướng, nên biết đó là phương pháp, chớ nên cố chấp. 80. Hỏi: Niệm Phật mà quá phần chấp tướng thì có vấn đề gì trở ngại? Đáp: Quá phần chính là toàn phần, quá phần chấp tướng là toàn tướng, tức là tánh. Cho nên đem vấn đề quá chấp tướng mà lý giải thì sai. Băng đóng ba thước
không chỉ bởi một ngày mùa đông, không kiên trì niệm Phật tam tâm nhị ý thì đến lúc nào mới thành tựu? Dốc lòng chân chánh niệm Phật, xả bỏ vọng niệm chính là toàn tướng tức tánh, chân như bản tánh tức là hiển lộ toàn thể. Hỏi: đối với Tây phương Cực Lạc, y chánh trang nghiêm và Phật A Di Đà tướng hảo quang minh, tôi ngày đêm tư niệm và vô cùng ngưỡng mộ, có phải đây là quá phần chấp tướng? Đáp: toàn tướng tức tánh, toàn sự tức lý, lý và tánh chính là nghĩa không, tướng và sự tức thuộc hữu, không và hữu là biện chứng thống nhất. Không chẳng phải là không có gì cả, mà chính là chân không diệu hữu. Vạn sự vạn vật đều khởi nguyên từ không, đều hồi quy ở chỗ không. Niệm Phật tức là hữu. Ngày đêm tư niệm, cái gì cũng quên hết, tức là không. Không tức là cảnh giới tam muội, tức là cảm ứng đạo giao với Phật. 82. Hỏi: lúc niệm Phật thường sanh cảm giác bi ai, đây là cảnh giới gì? Đáp: đây là tâm thành cảm nhận, biểu hiện lòng từ bi. Tuy là hiện tượng tốt, nhưng cũng nên dùng định lực khống chế, khiến cho tâm tư nhẹ nhàng an tịnh. 83. Hỏi: niệm Phật, niệm đến lúc thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát thì nên quán tưởng như thế nào? Đáp: y theo nội dung mình tụng niệm mà quán tưởng. 84. Hỏi: buông bỏ vạn duyên, không sanh hỷ nộ ái lạc, không biết lúc nào sanh khởi được tâm ấy, nên làm như thế nào? Đáp: buông bỏ vạn duyên là tâm không theo cảnh vật bên ngoài mà dao động. Hỷ nộ ái lạc là do tâm duyên cảnh ngoài mà sanh các món tình cảm phân biệt. Bạn nói buông bỏ vạn duyên nhưng lại theo cảnh mà chuyển, sanh ra hỷ nộ ái lạc với cảm tình khác nhau. Sơ lược mà nhìn đã là cảnh giới thay đổi 3 lần. Biết rõ tình huống này nên biết tình cảm còn không có thời gian phát sanh, nhanh chóng cắt đứt tâm phan duyên, như vậy đã trở lại tịch tịnh rồi. 85. Hỏi: niệm Phật dùng phương pháp nào mới hay, niệm to tiếng tốt hay niệm thầm tốt, hay dùng cách niệm kim cang tốt? Đáp: trường hợp này không nên câu nệ, cần phải biết linh hoạt. Khi bị hôn trầm thì áp dụng niệm Phật to tiếng, giúp tinh thần phấn chấn. Lúc tán tâm thì áp dụng kim cang niệm hay phương pháp mặc niệm để tập trung tư tưởng. Lúc chỉ tịnh, đi ngủ hay đại tiểu tiện thì áp dụng niệm Phật mặc niệm để dễ dàng thích ứng với hoàn cảnh. 86. Hỏi: phương pháp niệm Phật gồm có tri định niệm Phật, phản văn niệm Phật và sổ thập niệm Phật. Nghĩa là niệm này nối niệm kia rất nhanh, gọi là tri định niệm Phật. Nghe lại câu niệm Phật phát ra từ tâm từ miệng gọi là phản văn niệm Phật. Đếm từ 1 đến 10 rồi lặp lại như thế gọi là sổ thập niệm Phật. Mục đích là để đạt tịnh niệm liên tục, nhất tâm bất loạn. Vậy nên chọn phương pháp nào mới dễ dàng đạt được mục đích đó? Đáp: nên căn cứ tình trạng tu học của mỗi người mà quyết định. Từ thời đại sư Linh Nham đến nay, đa số đều áp dụng phương pháp sổ thập niệm Phật. 87. Hỏi: có phải thế giới Tây phương Cực Lạc ở tại trong tâm không? Đáp: đại thiên thế giới do tâm này tạo, Tây phương Cực Lạc cũng không ngoài nghĩa ấy. Tuy ở trong tâm mà lại thật có cõi đó. Tương tự, ta bà thế giới cũng không ngoài tâm mà tồn tại. 88. Hỏi: sau khi Ngài Ấn Quang Đại sư vãng sanh,
Trên tấm thảm ngày thường lễ bái còn lưu lại hình bóng, điều này có ý nghĩa gì? Đáp: do lòng thành mà khiến sự vật cảm thọ hình ảnh, ngay cả vàng đá cũng thọ cảm từ tâm. Giống như có trường hợp khi cưa xẻ cây cổ thụ ra, người ta phát hiện trong thân cây có hình tượng Phật và Bồ Tát. 89. Hỏi: tu như thế nào mới đạt được cảnh giới niệm Phật tam muội? Biểu hiện và diệu dụng của nó ra sao? Đáp: chỉ có thu nhiếp sáu căn, tịnh niệm tương tục, tu tập bền bỉ thì đến một ngày nào đó sẽ đạt được thành tựu lớn. Biểu hiện của nó là chỉ có tự mình mới biết, tác dụng của nó là nhất định vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. 90. Hỏi: niệm Phật, niệm đến tam tế niệm đoạn thì đó gọi là cảnh giới gì? Đáp: đó là vô niệm tam muội. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, đó chính là cảnh giới mà Kinh Kim Cang nhắc đến. Hỏi: tu theo thiền tông, nếu như xuất hiện tướng bên ngoài thì gọi là cảnh ma, niệm Phật trong tịnh độ xuất hiện tướng bên ngoài, vậy có phải là cảnh ma không? Đáp: sở tu và sở đắc ắt phải tương ưng mới không phát sanh sai lầm. Ngộ tâm của thiền tông nếu có chỗ thấy đều là hư ngụy. Tịnh độ tông y theo kinh điển quán Phật, nếu quán tướng phù hợp với kinh điển chính là tương ưng, không nên gọi đó là cảnh ma. Nếu như khác với kinh điển thì mới gọi là cảnh ma. 92. Hỏi: ngài Hám Sơn dạy nhắc niệm xưng danh đương nhiên là chánh hành, nhưng thêm quán tướng thì càng miên mật hơn. Đại sư Ấn Quang thì nói chuyên nhất trì danh, không thêm quán tướng, hai phương pháp này nên chọn phương pháp nào, hay là có thể áp dụng cả hai phương pháp? Đáp: đạo hữu hoan hỷ với phương pháp nào thì áp dụng phương pháp đó. 93. Hỏi: trong sách có nói thiền là thiền của tịnh độ, tịnh độ là tịnh độ của thiền, như vậy có phải muốn nói tịnh độ thuộc về thiền phải không? Đáp: hai câu này thuộc về lý luận, vừa phù hợp vừa tương phản, vì dung hợp giữa thiền và tịnh mà nói, không thể tách rời hai câu nói đó. Nếu nghi câu sau là tịnh độ thuộc về thiền, vậy câu trước lẽ nào thiền không phải là tịnh độ? Đó là nói về quan hệ biện chứng thống nhất thiền và tịnh. Mục đích Phật Pháp là cùng một xu hướng, phương pháp tu học có khác nhau, nhưng mục đích sau cùng chỉ là một mà thôi. 94. Hỏi: Kinh A-di-đà có dạy nhất sanh bổ xứ, tức là theo Kinh Phật, đây là quả vị tối cao của hàng Bồ Tát, tức đã chứng quả vị đẳng giác Bồ Tát. Không biết câu này có ý nghĩa gì? Đáp: đó là chỉ quả vị Phật. Bổ chính là chỗ nhận lấy. Ở thế giới khác, chứng đến quả Phật thì gọi là hậu bổ Phật vị, phải trải qua nhiều kiếp. Ở thế giới Cực Lạc chỉ tu một đời thì có khả năng chứng đến quả vị Phật hậu bổ. 95. Hỏi: khai tịnh là gì? Cảnh giới khai tịnh là như thế nào? Đáp: sau khi tịnh tọa rồi đi nhiễu vòng quanh Phật, bỗng nhiên ngưng chỉ âm thanh và mặc niệm, gọi là chỉ tịnh. Rồi khai tiếng khánh ra hiệu dừng chỉ tịnh, gọi là khai tịnh. Khai tịnh tiếng khánh ra hiệu dừng thời gian tịnh tọa hay dừng thời khóa tụng niệm. 96. Hỏi: quán kinh dạy lúc quán tường, trước hết quán bạch hào quang tám hướng từ phía phải chuyển tròn, đã suy nghĩ cẩn thận
nhưng cuối cùng không hình dung được tám hướng xoay quanh như thế nào. Xin Hoan Hỷ chỉ dạy. Đáp: như quán lục tượng kim thân, hào quang chính giữa chặng mày, giống như chùm sao sáng to như ngón tay cái, không như hình tròn. Quán tưởng một chùm sao tám hướng, lại quán tưởng chùm sao sáng này xoắn tròn theo từ hướng bên phải, kết thành viên Minh Châu, chính là Minh Châu trên đảnh của Phật. 97. Hỏi: chỉ tịnh niệm Phật nên phải làm điều gì? Đáp: chỉ tịnh niệm Phật có phương pháp quán tưởng, nhưng ngày xưa chư đại đức cũng chỉ chủ trương tịnh niệm tương tụ. Nhân vì vọng niệm chỉ dừng ở miệng nhưng chưa dừng tại tâm, cho nên không giữ phương pháp không khởi một niệm. Tịnh niệm tương tục vẫn còn có niệm. Nếu như cố nén cho vô niệm thì đây chỉ dùng lực, vẫn còn là vọng niệm. Chỉ cần từng niệm Phật rõ ràng, vọng niệm tự nhiên biến mất. 98. Hỏi: âm thanh trong lúc niệm Phật rất vi tế, nghe giống như tiếng chuông, như vậy có phải là tham luyến cảnh giới không? Đáp: đây là biểu hiện nhập tịnh cao độ. 99. Hỏi: niệm Phật tứ yếu, quyết nói chẳng cầu nhất tâm. Nếu như đến lúc lâm chung vẫn chưa thể nhất tâm, thế thì có vấn đề gì sẽ xảy ra không? Đáp: quyển sách này nói chẳng cầu nhất tâm là đối với người mới bắt đầu tu học. Nếu mới bắt đầu mà phải yêu cầu đạt nhất tâm bất loạn thì sẽ gây lo ngại và thối tâm. Đợi đến lúc công phu thâm hậu rồi thì sẽ đạt nhất tâm bất loạn, chớ chẳng phải trước sau đều nói không cầu nhất tâm bất loạn. 100. Hỏi: niệm Phật cần phải đạt nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh, nhưng tôi trong lúc niệm Phật tâm ý buông lung như ngựa phi và vượt nhảy, không thể đạt được nhất tâm bất loạn. Vậy nên dùng phương pháp nào mới khiến tâm không chạy theo cảnh giới bên ngoài? Đáp: trước hết nên dùng phương pháp tam luân tuần chuyển, tức là tâm, miệng và tai tu niệm. Tức niệm Phật từ tâm xuất ra từ miệng và nghe từ tai rõ ràng, lặp đi lặp lại xoay vòng như thế, gọi là tâm khẩu nhĩ tam luân tuần chuyển. Nếu chưa được kết quả thì bổ sung thêm cách dùng tay lần tràn hạt và niệm từ 1 đến 10. Niệm như thế mà còn chưa được thì không dùng tràn hạt nữa, mà chỉ dùng phương pháp đếm số niệm Phật. No.